Tin sau đây cho hay VinGroup đã được tham gia xây dựng dự thảo luật đất đai sửa đổi. Thưa quý vị, theo như báo Người Đô Thị cho biết, thì Bộ Tài nguyên và Môi trường đã quyết định đưa bà Hồ Ngọc Lâm là trưởng ban pháp chế của tập đoàn VinGroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng vào nhóm chuyên gia xây dựng dự thảo luật đất đai sửa đổi. Theo quyết định của Bộ trưởng Cộng sản Việt Nam Trần Hồng Hà, thì VinGroup là doanh nghiệp duy nhất có viên chức tham gia nhóm xây dựng dự thảo luật này, cho dù công ty này nói rằng bà Lâm tham gia với tư cách cá nhân. Đích thân Bộ trưởng Hà làm tổ trưởng tổ biên soạn. VinGroup là một công ty tư nhân nổi lên nhờ được mua những mảnh đất vàng để xây dựng dự án bất động sản cao cấp. Sau đó thì tập đoàn này lấn sang nhiều lĩnh vực khác như giáo dục, nông nghiệp, y tế, công nghệ, sản xuất xe hơi và smartphone. Một số các nhà quan sát nhận định việc VinGroup có nhân viên trong nhóm soạn thảo là một hình thức lũng đoạn chính sách, cho dù có tin là bà Lâm rút tên ra khỏi tổ biên soạn. Luật đất đai đã được thông qua vào năm 2013 và có hiệu lực vào năm 2014, nhưng còn có nhiều bất cập và vướng mắc so với thực tiễn cuộc sống, như đất đai thuộc sở hữu nhà nước và giá đất nhà nước quy định luôn thấp hơn nhiều so với giá thị trường. Thấp nhất là giá đất nông nghiệp, và cá biệt có địa phương giá đất nông nghiệp cao nhất là chỉ 20.000 đồng trên 1 mét vuông.